cây ổi này là cây ổi bò giống của Thái Lan đấy. Nhưng mà về mình cấy nó chưa ra quả được. Ở bên đó thì cấy bậc này nó đã có quả rồi đấy, nhưng ở mình thì cấy bậc này nó chưa có quả đấy. Chắc là độ khoảng sang năm là nó có quả rồi, nhưng quả của nó to lắm, ăn rất là ngọt. Quả của nó to bằng vụn tay như này, cây nó bé nhưng quả nó to đấy. Chị phải giới thiệu lá ngọn, lá non các kiểu vào đấy. Đây đấy, rất là tốt luôn đấy, về mình cấy rất là tốt đấy, rất là tốt, nhưng không sâu xia gì đấy, lá nành hết, không có một cái lá sâu lá xia gì. Đây là lá già, còn đây là lá non. Lá non có màu này, nó xanh có màu này, biết mẹ em phải nói vậy chứ, mẹ phải bịa ra chứ, cho nó hết khi nào cho nó hết đây, gì thôi. Lá đây đấy, lá đây, lá già đây, đây lá non, búp non, búp búp ổi non rất là tốt, chữa được rất là nhiều bệnh. Bệnh gì? Bệnh hay là búp ổi chữa bệnh gì nhỉ? Quên mẹ đâu. Bệnh gì? Búp ổi chữa bệnh gì nhỉ? Nó búp ổi chữa bệnh gì quên rồi. Kia là thân ổi. Cây, thân cây. Đấy. Thân ổi màu nâu. Màu nâu. Đấy. Thân già thì màu nâu. Đấy. Xong rồi lá thì màu xanh. Đấy. Ngọn non thì màu xanh. Màu trắng. Tím lá màu tím đúng không? Cây giống của Thái Lan. Về mình cấy đâm ra nó khác như thế, nó chưa có quả. Còn không, nếu không là nó đã có quả rồi. Cực kỳ luôn, nhà quê rất là nhiều thứ. Chào. Cái mẹ cứ nói đi, nói nhiều vào tì. Cây ổi ra, không có vù mẹt gì biết rồi. Rất là đẹp luôn. Còn đá bục kìa. Hả? Có cái lá nó bị bục kìa. Đâu, lá bị bục. Đây ở dưới gốc dưới. Đâu, đây đây. Đây đây, đây bục cái đây. Kia trên, bên trên, bên trên. Chưa. Có bao nhiêu ngọn? Rất là nhiều ngọn. Mai nó ra rất là nhiều quả. Từ gốc lên có bao nhiêu ngọn này? Có bao nhiêu chánh? Từ gốc lên nó phải đến tới mấy chục chánh. Từ gốc lên có 2 chánh, xong 2 chánh kia nó lại mọc ra rất nhiều chánh nhỏ. Không, từ những cái chánh nhỏ nó lại mọc ra rất là nhiều cái chánh nhỏ tiếp. Xong lá non ngọn non. Đầu lá có màu tím tím, kia tía. Xong rồi lá xanh thì màu xanh, à lá già màu xanh ít rời nha. 3 phút cũng được.